Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại channel của mình, và mình là Kimotun. Ở clip hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cũng như là khui hộp cái sản phẩm. Có cái hộp khá là đẹp ở đây, có in chữ GT ở đây. Thì cái thương hiệu GT này thì các anh em đã biết rồi, nó là một cái sản phẩm khá là nổi tiếng, được các anh em biker cũng như là anh em độ xe lên những cái chiếc xe hơi của chúng ta hay lắp những cái bóng bi LED hoặc là bóng bi xenon. Đó, thì hôm nay thì mình sẽ khui hộp cái sản phẩm bóng LED GT ở đây ra. Cái sản phẩm này nó được đến từ đất nước anh em của chúng ta, nó là của China. Đó, thì có rất nhiều anh em mà cứ nói đến chữ China đây thì có vẻ là ớn lạnh luôn. Nhưng mà cái gì thì cái, hàng Trung Quốc nó cũng có dăm bảy loại. Và cái sản phẩm này là mình thấy là nó khá là ok trong cái tầm giá của nó. Cái tầm giá mà đâu đó chỉ loanh quanh có vài trăm nghìn thôi mà được sở hữu một cái bóng như thế này là khá là ok. Ngon hơn nhiều những cái bóng mà thương hiệu đến từ Việt Nam. Đó, thì anh em thì thấy là ở đây nó có những cái chuẩn đuôi. Ví dụ như ở đây của mình nó có cái bóng này là sẽ là đuôi H4 để dành cho các loại xe máy cũng như là ô tô. Thì cái bóng này nó sẽ phù hợp cho xe máy là nhiều hơn ở ô tô, bởi vì công suất của nó cũng khá là khiêm tốn, nhưng mà cái độ sáng của nó khá là cao. Đó, ở bên dưới này thì chúng ta sẽ thấy là có cái dải màu của nó, là dải màu là 6000K, ánh sáng trắng tinh tươm, trắng như cái hộp này. Và mã của nó sẽ là mã là K5, chân bóng là H4 anh em nhé. Ở đây thì nó sẽ in một loạt các cái chữ tiếng Anh. Thì cái này thì chúng ta sẽ không cần quan tâm nhiều lắm. Về các cái phần xung quanh của hộp được in hai màu trắng đỏ tương phản khá là đẹp. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi vào xăm soi cái sản phẩm này xem là nó sẽ là như thế nào. Thì trước khi đi vào xăm soi thì chúng ta có thể là nhìn thấy ở đây nó sẽ có một chữ IP67 là tiêu chuẩn kháng nước và kháng bụi rất là cao. Cái bóng này đi rửa xe thì yên tâm, không sợ nước vào là gây cháy. Và nó được giải nhiệt bằng quạt anh em nhé. Và cái bóng này mình thấy nó sẽ có một cái khá là hay mà những cái bóng khác nó sẽ không có, đó là gì. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào đập hộp cái sản phẩm của em nó ra. Và bây giờ là chúng ta sẽ khui hộp cái sản phẩm này. Đó, thì khi khui hộp ở trong nó sẽ có một cái tờ giấy như này, hai màu tương phản khá là đẹp, trắng đỏ. Đó, thì ở đây là nó in cho chúng ta một loạt các cái chữ tiếng Trung Quốc, thì mình nhìn mình chịu chết, không hiểu. Đó, thì anh em thì thấy là cái cách tháo lắp của nó thì nó sẽ hướng dẫn chúng ta là sẽ tháo cái bóng zin ở trên xe ra theo các cái từng bước ở đây. Và chúng ta sẽ cho cái bóng LED mới này vào và chúng ta sẽ cắm rắc, vậy là xong. Rồi, cái này thì chúng ta sẽ để sang một bên. Và cái sản phẩm chính của chúng ta ở đây nó sẽ là một hộp sẽ có hai cái bóng này, thì nó sẽ phù hợp cho những anh em mà đi những cái xe mà sẽ có hai bóng hoặc là gắn cho những chiếc ô tô. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi xăm soi cái sản phẩm này. Một hộp sẽ có hai bóng thì nó sẽ là như nhau. Và bây giờ là mình sẽ cầm cái bóng này, thì anh em thì thấy là nó thiết kế khá là nhỏ gọn, cực kỳ là mignon. Ở đây nó sẽ có một cái rắc cắm chuẩn là H4, anh em hay gọi là ba chân đó. Và cái bóng này nó được làm bằng nhôm, chất liệu bằng nhôm, và được CNC cắt lát ở đây để gió nó được thổi từ cái quạt ở đây. Và công nghệ quạt là công nghệ quạt không chổi than, lootless, khá là bền. Và cái thân bóng được làm khá là nhỏ gọn, anh em thì nhìn như thế này, khá là nhỏ gọn, nó chỉ nhỏ bằng cái ngón tay thôi. Nó còn nhỏ hơn là cái bóng zin ở trên xe của các bạn. Và ở đây thì anh em thì nhìn thấy là ở đây nó sẽ có hai tầng chip LED. Mỗi một phần chip LED là sẽ có 3 nhân. Và ở đây thì anh em thì nhìn thấy là nó sẽ gắn thêm một cái miếng inox vào, nhìn khá là đẹp. Mà trên cái miếng inox này nó sẽ có cái phần gọi là phần cắt cốt. Nó sẽ cắt ánh sáng. Đó. Ở cái đầu của cái bóng này anh em thì nhìn thấy cái phần vàng vàng này, nó chính là phần mạch bằng đồng để nó sở hữu hai cái phần chip LED ở đây. Những cái bóng mà có cái giải mạch bằng đồng này thì nó sẽ đưa ra cái chất lượng ánh sáng nó cao hơn nhé, vì cái miếng đồng này nó tản nhiệt tốt. Thì cái bóng nó được tản nhiệt tốt thì cái phần chip LED đây nó sẽ không bị giảm sút ánh sáng. Đó. Và cái phần chip LED này thì sẽ được đưa sâu vào phần bên trong kia. Thì anh em thì thấy là nó sẽ đi đến tận phần chân của cái quạt này, thì cái quạt này nó sẽ tản nhiệt tốt hơn để cho ánh sáng nó được đảm bảo, nó không bị hạ nhiệt ánh sáng xuống. Và ở trên cái phần của cái phần đuôi bóng H4 ở đây thì chúng ta có thể thấy là nó sẽ chia ô, chia vạch ở đây. Đó,
chia độ thì chúng ta có thể là chỉnh xoay trái xoay phải để sao cho nó phù hợp với cái pha của chúng ta. Khi mà lắp lên pha thì cái bóng đèn của bạn có thể là nó sẽ bị nghênh nghênh nghẹo nghẹo như này, thì chúng ta có thể là chỉnh xoay trái hoặc xoay phải đó. Thì cái cách gắn cái bóng này cực kỳ là đơn giản, thì anh em chỉ cần vặn cho mình một vòng đó, ở đây nó sẽ có một cái chiều mũi tên và chúng ta sẽ rút cái bóng này ra đó. Như vậy là xong rồi. Thì anh em chỉ cần lấy cái phần thân đế đen ở đây, chúng ta sẽ cho vào cái chóa pha đèn của chúng ta và chúng ta sẽ gài cái lẫy ở trên cái chóa đèn chúng ta lại. Cái phần màu đen này nó chỉ là bằng nhựa thôi anh em nhé. Đó. Thì ở đây nó sẽ là có phần driver, nó sẽ nằm liền ở trong cái phần thân bóng ở đây, giúp cho cái bóng của chúng ta là khá là mi nhon, nhỏ gọn. Thì ở đây nó sẽ có thêm một cái phần gioăng chống nước. Khi mà lắp cái phần đuôi này vào thì cái gioăng nó sẽ ăn khít vào đây, nó không cho nước vào cái pha của chúng ta hoặc là bụi chui vào cái pha của chúng ta. Và khi chúng ta lắp vào thì chúng ta sẽ lắp theo chiều của nó nhé. Nó sẽ là chiều này. Anh em để ý là cái phần mũ to ở trên cái đuôi H4 này và cái dây nó sẽ nghiêng như này và chúng ta lắp vào thì nó mới là phải. Còn nếu như chúng ta lắp ngược ấy, thì chúng ta xoay như này vào thì cái phần mũ này nó sẽ quay xuống dưới là sai. Thì khi anh em lắp vào thì cái phần mũ ở trên cái thân bóng đây nó sẽ quay lên, nó theo cái chiều của cái chân to ở cái đuôi H4 ở đây này. Đó. Thì cái độ sáng của cái bóng này mình thấy khá là khủng, nó sẽ phù hợp cho những cái chiếc xe máy thân yêu của chúng ta. Thì cái bóng này cái công suất của nó cũng khá là khiêm tốn, nó chỉ có 40W thôi, cho nên là nó sẽ phù hợp cho những chiếc xe máy của chúng ta. Và những cái chiếc xe máy mà gắn những cái bóng này vào ấy thì chúng ta không cần phải lên sạc anh em nhé. Đó, thì có rất nhiều những anh em mà cứ lắp những cái bóng mà tầm khoảng 40W vào là hay bị lên sạc, là vì nó không đủ công suất. Cái công suất đó thì người ta ghi là ghi không đúng. Còn những cái bóng này là 40W là đủ 40W luôn, cho nên là anh em lắp vào là sẽ không bị cái tình trạng là yếu bình. Có một số những cái bóng mà họ rẻ tiền ấy, họ ghi công suất là 40W nhưng trên thực tế là mình đo test trên cái dòng nạp để nó đưa vào cái bóng này là nó lên đến những 45 đến gần 50W cơ, nhưng mà ánh sáng của nó đưa ra cực kỳ là tệ, ánh sáng của nó không được đảm bảo. Nhưng cái bóng này là cái công suất của nó ghi 40W là mình đã test trên thiết bị là đủ 40W. Và cái ánh sáng của nó đưa ra so với lại những cái 40W của những cái bóng rẻ tiền ấy thì ánh sáng của nó đưa ra đỉnh hơn nhiều. Đó. Đây là toàn bộ thiết kế của cái bóng. Thì anh em thấy là khá là nhỏ gọn, mi nhon. Thì cái thiết kế kiểu này thì khi anh em lắp vào những chiếc xe máy thì nó không bị kêu lọc sọc, do những cái đờ driver nó nặng, khi mà đi và sóc nó cứ lọc cọc thì nó không có những cái đờ driver đấy, thì là khi anh em lắp vào pha ấy, nó sẽ không bị kêu lọc sọc. Gắn vào ô tô thì không phải nói rồi, ô tô thì anh em biết là nó rộng như thế thì driver để đâu cũng được. Ở trên xe máy thì cái đầu xe máy nó khá là nhỏ, cho nên là cái driver nó cũng chiếm khá nhiều là diện tích. Những cái bóng như này thì anh em lắp vào xe cực kỳ là ok. Và những cái bóng này nếu như anh em lắp vào những cái chiếc Ablade đời đèn bi ý, thì cực kỳ là ngon nhé, ánh sáng đưa ra cực kỳ là chuẩn luôn, ngon gấp nhiều lần so với bóng zin ở trên xe. Đó, thì nếu như anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với mình theo cái số điện thoại mình sẽ để ở góc màn hình nhé. Thì bên mình sẽ ship hàng toàn quốc. Thì hiện nay là đang có dịch Covid thì anh em nên mua online hơn là đến cửa hàng với mình. Đến cửa hàng với mình thì sẽ có cái thuận lợi là mình sẽ lắp thực tế trực tiếp cho anh em luôn. Nhưng mà đang dịch Covid thì anh em không nên, thì có thể là tự lắp ở nhà. Nó chỉ mất vài thao tác đơn giản thôi. Thì anh em đã lắp cho mình được một cái bóng như này lên xe rồi. Đó, thì anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với mình. Và bây giờ là thời tiết đã tối rồi, hiện tại là 9 giờ kém của ngày mùng 10. Thì bây giờ là mình sẽ chia sẻ với anh em về cái độ sáng. Thì hôm nay là mình đã khui hộp và mình đã review cái sản phẩm cái mẫu GT LED ở đây rồi. Thì cái bóng này thiết kế khá là mi nhon nhỏ gọn. Thì ở clip này thì mình sẽ so sánh độ sáng của cái bóng này đối với cái chiếc SH này của mình đã lên cái bộ mạch tăng sáng trị giá là hơn 2 triệu đồng. Và một cái bóng nó chỉ vài trăm nghìn này thì liệu nó có đánh bại được cái bộ pha đèn của chiếc SH trị giá là hơn 2 triệu đồng khi mà mình đã tăng sáng bằng cái mạch tăng sáng của nó rồi. Thì liệu là cái ánh sáng này nó sẽ có ăn đứt được cái mạch tăng sáng kia không? Ở clip này thì mình sẽ phải sử dụng một cái chóa đèn
Đó, mình đã tháo ở trên một chiếc xe Honda Vision ra. Thì cái chóa này đã là chóa đã đi rồi, nhưng cái kính ở trong còn khá là mới là đẹp. Đó, bởi vì cái bóng này thì anh em thì biết là nó không có bi, thì ánh sáng nó đưa ra nó sẽ khuếch tán ánh sáng là nhờ cái pha đèn. Và bây giờ là mình sẽ cho nó vào đây và mình sẽ bật cái bóng này. Và cũng như clip trước thì mình sẽ sử dụng một cái bình ắc quy ở kia để mình sẽ so sánh với cái con SH này của mình, đầu tư một bộ mạch trị giá là hơn 2 triệu đồng để xem là nó có đáng hơn với bóng này hay không nhé. Let's go. Và trước khi đi vào test thì mình sẽ cho anh em coi hình thức của cái bóng này khi mà lắp vào. Thì anh em chỉ cần cho cái phần cao su này vào và đút cái bóng này vào anh em nhé. Cái bóng này có thể là xoay trái xoay phải. Đó, thì bây giờ là mình sẽ xoay cho anh em coi này. Đó, xoay trái xoay phải. Thì anh em sẽ ngắm như thế nào để sao cho cái phần tâm của cái bóng này nó sẽ đứng ngay với lại cái pha đèn của chúng ta. Rồi như này là ok rồi đúng không ạ? Đó, thì anh em phải nhìn thấy ở bên trong này. Và trước khi đi so sánh với chiếc SH thì mình sẽ test trước cái độ sáng của cái bóng này xem là nó sẽ như thế nào nhé. Và mình sẽ đưa sau cái máy quay của mình. Nếu như mình đưa trước cái máy quay này, ánh sáng ở trên máy quay nó sẽ bị sút xuống cực kỳ là tối. Rút kinh nghiệm với những lần quay trước. Đó, thì mình sẽ để đằng sau thì cái ánh sáng của cái máy quay nó không bị ăn bởi cái pha đèn này, nó sẽ đưa ánh sáng tốt hơn. Giới thiệu với các bạn đây là ánh sáng cốt. Đó, ánh sáng cốt của cái bóng này cũng khá là khủng. Mình thấy ánh sáng cực kỳ là dã man, cũng đẹp không kém gì cái bóng L8 kia. Và bây giờ là mình sẽ bật ánh sáng pha. Đó, ánh sáng pha đây ạ. Mình hơi bị rung tay. Và đây là ánh sáng cốt. Đó. Chờ xíu bởi vì đằng kia có người đi lại. Đây là ánh sáng cốt của cái bóng GT anh em nhé. Đây là ánh sáng cốt và bây giờ là mình sẽ bật pha đó. Cốt, pha, cốt, pha. Đó thì anh em thì thấy là ánh sáng nó cực kỳ là gom, có đường cắt sáng đàng hoàng. Đây là chế độ cốt, chế độ pha đây ạ. Mình đang để nó trúc xuống. Đây là chế độ cốt ạ. Chế độ pha thì nó sẽ soi ra tận những cột điện đằng kia. Từ đây cột điện đằng kia là rơi vào tầm 250m. Đó. Rồi thì bây giờ là mình sẽ tiến hành đi so sánh với chiếc SH ạ. Và bây giờ là mình đã bật chế độ cốt của chiếc SH rồi. Và bây giờ là mình sẽ bật chế độ cốt của cái đèn GT của chúng ta. Đó, thì anh em thì thấy là cái chế độ cốt của đèn GT của chúng ta sáng gấp mấy lần so với cái đèn LED ở trên cái chiếc SH của mình, mặc dù đã lắp bó mạch tăng sáng rồi nhá. Đó, đây là đèn cốt của chiếc SH. Và đó thì anh em thì thấy. Và bây giờ là mình sẽ bật chế độ pha của chiếc SH. Đó, thì mình đã bật chế độ pha của chiếc SH rồi, để mình chỉnh nó ra giữa đường đã. Đó, mình đã chỉnh ra giữa đường rồi. Và bây giờ là mình sẽ bật chế độ pha của cái bóng GT của chúng ta. Đó, thì anh em thì thấy là nó ăn đứt cái bóng của trên xe SH của chúng ta. Đây là bóng pha của SH này, chế độ pha và chế độ pha của bóng GT. Đó, thì anh em thì thấy là cực sáng. Anh em nhìn nhá. Đó, cái bóng GT này đặc trưng của nó là quạt đen có thân đỏ. Đó, mình soi lên bờ tường kìa. Đó, thì anh em thì thấy là chế độ nó khá là đẹp. Và bây giờ là mình sẽ đá cốt pha. Đây là chế độ cốt, chế độ pha, cốt pha. Đó, thì cái bóng này là chế độ cốt pha là riêng biệt anh em nhé. Đây là cốt pha thì nó sẽ đưa lên kia và nó sẽ ngắt cốt. Đó, nó giống như bóng zin trên xe của chúng ta. Đó, thì anh em thì biết là cái độ sáng của cái bóng này nó sẽ hơn cái bóng ở trên chiếc SH của mình. Lắp mạch tăng sáng là bao tiền rồi? Một đằng thì mình lên mạch tăng sáng giá là hơn 2 triệu. Và cái bóng này nó chỉ có vài trăm nghìn thôi, mà nó sở hữu được cái ánh sáng khủng như thế này thì anh em có thể là thoải mái gắn lên những cái chiếc xe của mình. Đó, đây là chế độ cốt ạ. Mình sẽ để nó gần xuống dưới này thì anh em để thấy là cái khu vùng ánh sáng của nó mạnh như thế nào, sáng trắng luôn. Còn chế độ pha của chiếc SH kia là nó ngà vàng đằng kia. Và đây là chế độ cốt của chúng ta. Mình soi ra đường to này. Đó, từ đây là cái nhà văn hóa đằng kia nó rơi tầm 250m. Đó, thì ở đây là cái nhà ăn ở phía đằng kia họ đang xây. Đó, thì anh em thì thấy chế độ cốt như này là nó bao quát đường toàn bộ đường luôn, rất là rộng và to. Đó, mình soi gần này, soi xa này.
Ở đây là chế độ pha, thì anh em thì thấy là cái chế độ pha của con này là nó sẽ làm kiểu hình tam giác như thế này. Đó, và mình xoay xa. Đó, anh em thì thấy là mình quay camera như thế này thì ánh sáng của nó sẽ không sáng như mình chụp ảnh. Đó, thì anh em thì thấy là mình sẽ xoay sang đằng kia. Đó, ánh sáng đi này quá là ok. Với cái mức giá là chỉ vài trăm nghìn, anh em đã sở hữu được một cái bóng cực kỳ là ưng ý. Đó, thì anh em có thể là thấy là cái độ sáng là như thế nào rồi. Nếu như anh em có nhu cầu có thể liên hệ với mình trong cái điện thoại mình có màn hình nhé. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại anh em ở video clip sau.